Bộ lưu đồng Bát Nhang mà mình dám đem ra sơn lại là màu trắng luôn nha cả nhà. May mắn là lần này mình lại có thêm một cặp đèn cầy bái quan để cúng khai trương. Bây giờ quay lại nha, khai trương thì mình làm lại đó, mà nói chung là mỗi năm thì mình đều đổi. Mà mình thấy có ai dám giống mình nguyên cái bộ lưu mà mình dám đem ra sơn luôn màu trắng. Thật ra đối với mình nó quan niệm mình thờ cúng hay làm bất kỳ một cái điều gì chứ, miễn sao mình cảm thấy trong lòng mình cảm thấy thoải mái, mình tin tưởng là được. Có nghĩa là người ta nói là mình tin Phật thờ Phật thì từ đó giờ đâu ai đã thấy Phật đâu, và cũng những cái quy định đó thì kiểu theo kiểu người trước nói người sau, và kiểu mình cảm thấy mình trang nghiêm, mình tôn trọng là được, không có nhất thiết là phải theo một cái khuôn khổ nào. Cho nên bản thân mình cũng rất là phá cách, nghĩa là mình đang làm lại hết nha. Nó chưa có xong, chưa có chỉnh vô nha cả nhà. Nói chung là mình chỉ mới sơn bỏ lên, rồi ở trên nó còn sẽ làm thêm nhiều thứ nữa. Nói chung là ra một cái bàn thờ theo tông trắng, là bởi vì mình sửa lại hết toàn bộ văn phòng của mình là đợt này là theo nguyên một cái style mới là tông trắng hết toàn bộ luôn. Sắp tới thì kiểu bên mình là sẽ có thêm nhiều bạn nhân viên mới, rồi kiểu có thêm nhiều nhóm nữa. Nói chung là mỗi nhóm làm mỗi việc, nói chung là để cho team mỗi ngày mỗi lớn mạnh hơn. Cho nên mình cũng gọi là thay đổi lại một xíu và đang trong quá trình gọi là sơn lại. Cũng may mắn là có 10 ngày ế rảnh đó, mọi người ế quá cho nên là kiểu lôi đồ ra sơn làm giống như kiểu ở nhà vậy đó. Quay lại kể cho mọi người nghe câu chuyện nha. Mọi người đã từng nghe mình nói cái cặp đèn cầy bái quan không? Nó là một trong những cái thứ rất là may mắn. Và bản thân mình thì có rất là nhiều cặp, như là từ đối tác cho, rồi kiểu mình đã kể rất là nhiều lần rồi thì không nói lại nữa. Thì mọi người biết rằng là cặp đèn cầy bái quan là mỗi lần một cái dịp khai trương gì đó thì ok, rất là may mắn, rất là kiểu mang lại cho mình rất là nhiều cái phong thủy tốt. Thì mình có một cặp mới, có nghĩa là dì của một bạn nhân viên của mình là Minh á, là mới vừa mất xong, là bạn hỏi mình có không, cái bạn tặng cho mình một cặp. Nói chung là kiểu là có thêm một cặp đèn cầy bái quan, thì mỗi gia đình có một cái thôi, nhưng mà do người ta không có kinh doanh nên người ta tặng lại cho mình, rất là quý nha. Nói chung là nhân viên tặng cho mình thôi kệ, sau này mình làm ăn có lộc thì mình sẽ có lộc lại với nhân viên. Ngoài ra thì mình cũng chia sẻ với mọi người rằng là đây là một trong những cái tin, nói chung là lòng tin, mà mình cảm thấy tin thì tin, không tin thì thôi. Cho nên có nhiều bạn hay hỏi mình đem ra thôi, mình có tin tưởng. Tôn giáo giống như kiểu mà gọi là sao đó, thờ cúng gì đó, người ta chủ yếu là người ta mang lại một cái gọi là trang nghiêm. Cho nên bàn thờ của mình cũng muốn sửa lại, bàn thờ của mình nhỏ nhỏ thôi, không có nhiều, nhưng mà có những thứ rất là nhỏ gì đó để lại làm siêu tầm từ xưa tới giờ, và nó gắn liền với nhiều cái. Thì thôi mình sẽ kể cho cả nhà nghe tất cả những thứ đó từ xưa tới giờ mười mấy năm nay rồi, chứ không có thay đổi, giờ chỉ có nêu cái màu đó thôi đó. Nói chung là đang trong quá trình làm lại, cũng chưa xong đâu, nói chung là nhìn cũng còn ngổn ngang lắm. Quay cho cả nhà coi một vòng, năm nào cũng vậy, team Simon Tứ sẽ thay đổi màu áo mới để kiểu mỗi năm nó có một cái chiến dịch, mà nói chung là mong muốn rằng là sẽ mang lại một cái tươi trẻ. Và năm nay thì có lý do, sau này sẽ kể sau, là màu trắng làm cho nó đẹp, tất cả mọi thứ được thay đổi lại hết. Ekip của mình thì cũng đang bắt đầu trong quá trình gọi là sơn sửa lại, thì hy vọng rằng là sẽ có một cái mùa cưới năm nay sẽ rất là đẹp, và chia sẻ đến những cái thước phim rất hay về hội trường ngày trang trí cưới, cũng như là đời sống của anh em ở trong công ty của mình. Cảm ơn cả nhà rất nhiều nha. Mình là Simon Tứ, chia sẻ clip về hội trường ngày trang trí cưới do chính mình làm. Hy vọng cả nhà sẽ luôn yêu thương và đồng hành cùng với kênh của mình. Bye bye.